giờ vậy? Mới bị có một lần mà đã bỏ cuộc vậy thì sau này lớn lên làm sao có thể trở thành một người tài giỏi được chứ? Từ từ, chứ được không? Anh kìa, cẩn thận, đi gãy đấy. Phải, ôi, nó to quá. Nào, bắt đầu. Ôi đi, phải lột sao vậy, con vợ? Con vợ đâm làm sao ấy, đi mẹ? Rông rồi. Đít mẹ. Ôi, rông. Gãy cắn. Vỡ hoẹ rồi. Cây cặp bô ăn này. Vỡ. Cả gãy cả vỡ. Đéo gió. Giờ dạ, mới bị có một lần mà đã bỏ cuộc vậy thì sau này lớn lên làm sao có thể trở thành một người tài giỏi được chứ? Ai mà nghe khi nào ai? Hai mươi Thái Nguyên chào anh em nhá. Hey, I'm a dog!